Bây giờ thì mình sẽ xin phép là mình cất cái giấy chơi này đi. Giấy đắt tiền cho nên là phải viết dè thôi các bạn ạ. Đấy, thế thì cái giấy trơn này thì nó lại là nó không không thấm mực này, thứ hai là nó không bị nhăn này, nó màu mực của nó rất là đẹp, sóng óng ánh này, và thường thì để treo những ngày dịp lễ Tân Xuân này rất là đẹp các bạn nhé. Và treo thì có thể chơi được rất là lâu, có thể vài tuần, thậm chí là cả tháng. Chứ còn những cái loại giấy như thế này thì chúng ta cũng phải công nhận là những cái loại giấy mỏng như thế này nó rẻ tiền, thì nó sẽ chỉ gọi là dán được vài ngày thôi, xong là chúng ta lại bị gỡ xuống. Bây giờ thì mình sẽ chuyển qua mình viết mực vàng các bạn nhé. Đấy, mình đã chuẩn bị rất là nhiều giấy ở đây rồi. Mình sẽ viết mẫu thì mình có nhiều này. Mình sẽ viết bằng cái mẫu này đi, mẫu gọi là tử kim này đi. Và mực vàng này thì hôm nay đã pha sẵn cho các bạn một cái bát mực vàng như thế này rồi. Đấy. Ngoài ra thì mình cũng sẽ gọi là cho thêm một chút cái bột vàng vào nữa. Đấy. Đấy. Đã bạn nào có được cái bí quyết này chưa? Thêm một chút bột vàng ở chỗ này vào thì tuyệt vời luôn các bạn ạ. Màu mực rất là óng ánh này. Trông tưởng gọi là một cái thìa bột vàng như này thôi nhưng các bạn viết ấy phải được hàng trăm bức ấy các bạn ạ. Tại vì nó rất là nhỏ và mảnh. Nó sẽ làm cho cái màu mực vàng của các bạn trở nên đẹp, long lanh, óng ánh hơn, khác biệt với lại rất nhiều những cái màu mực vàng khác. Các bạn nhìn chưa ạ? Đây. Và nó có một cái mùi gọi là thơm thoang thoảng. Hơi hăng hắc một chút. Này, các bạn nhìn này. Đấy. Chúng ta nhìn ở ngoài thực tế nhìn mới thích. Bây giờ mình sẽ viết thử cho các bạn xem nhé. Rất nhiều những cái gọi là mực ở trên thị trường hiện nay viết thì nó sẽ bị lởm, tức là nó nhạt ấy. Thì mực vàng này cũng giống như cái gọi là cái giấy trơn vừa rồi đấy, thì khi các bạn mà kéo miết mạnh nét quá, du nó đi, du bút đi thì là nó sẽ bị mực nó chưa kịp bám vào, đúng không? Mực nó chưa kịp bám vào thì chúng ta viết xong chúng ta lại phải tô lại một đoạn nữa. Đấy, như vậy thì nó mất hay. Viết thư pháp chúng ta nên viết một lần bút thôi, một lần bút xuống một lần bút lên thôi, không nên tô các bạn nha. Tô vẽ là rất là kiêng kỵ ở học viết đấy. Bây giờ mình lại tiếp tục mình thử viết chữ phúc lại một lần nữa. Đây, mình sẽ để cái bát mực ra đây chấm mực. Đấy, video thực tế cho các bạn. Đấy, viết thư pháp nha. Xong là mình lại hướng dẫn cho các bạn viết một số những cái chữ tiếp theo nha các bạn nhìn nha. Đây. Đấy, thì cái này chúng ta phải tập căn. Một cái nét chấm đầu tiên, màu mực rất là bóng, óng và không bị lởm. Có hiện nay có nhiều cái màu mực ấy là viết đấy là nó sẽ bị gì? À, viết là nó sẽ bị đứt đứt, nó sệt sệt, nó đứt đứt đúng không? Thì ở đây các bạn nhớ thêm cho mình một ít nước, một tí tẹo nước thôi nhé. Và thứ hai là chúng ta cũng phải có được cái sự gọi là kỹ năng, đó là các bạn viết là viết chậm lại cho mình thôi, đừng có viết nhanh quá nhé. Ngang đi lên này. Đấy, viết chậm lại thôi. Chứ đừng có viết nhanh là nó du cái mực của mình đi đấy. Là nó làm cho là cái màu mực của các bạn là nó lại bị nởm, có chỗ nó đậm có chỗ nó nhạt, nhìn nó không được đẹp, nó không được có được cái độ thẩm mỹ. Đấy, chúng ta cứ làm gì mà phải vội thế, đi đâu mà phải vội thế, cứ viết bình tĩnh thôi. Không được hay sao? Viết cho khách, viết cho người thân, viết cho bạn bè mà chúng ta viết chữ mà lại không nắn nót, viết không dùng tâm thì chữ làm sao nó đẹp được. Đấy. Đây. Vẫn có cái đoạn gập này là nó vẫn hơi bị nửa một tí. Không sao cả. Và tiếp tục là chúng ta sẽ ghi thêm cái phần gọi là nạc khoản vào đây. Đấy, ghi thêm một chút vào đây, ví dụ 5 giáp thìn. Đúng không? 5 giáp thìn. Ở đây thì mình sẽ không để là mình ghi nạc khoản nào, nhỡ là mình tặng khách. Ở đây là tất cả những cái bức này hôm nay mình sẽ tặng khách mà. Mình sẽ tặng những bạn nào mua hàng, ví dụ mua một ký bút này, một cái nọ mực này, một tập giấy mình cũng tặng. Mình tặng mà. Cái này là mình viết mình tặng cho các bạn. Mình tặng miễn phí. Các bạn mua hàng ở trên mạng ấy. Đấy, các bạn bấm vào cái link này các bạn xem cái shop mà ủng hộ mình, ví dụ như cái bút, cái giấy, cái gì đó các bạn yêu mến, các bạn thiếu cái gì các bạn sắm cái đấy thì mình sẽ tặng cho các bạn một ký bức tranh chữ phúc này ngày lễ Tết Tân Xuân. Lát nữa mình sẽ đăng ảnh lên nhé. Lát nữa mình sẽ đăng ảnh lên là các bạn mua hàng ở bên mình sẽ tặng cho các bạn một tập giấy.
Thì ngoài một cái tập giấy ra thì mình sẽ tặng thêm cho các bạn đó là một cái chữ gọi là tranh thư pháp để treo ở trên nhà. Đấy, bây giờ chữ phúc này nha, phúc này nha, ok chưa? Rồi, tiếp tục nào. Nào, giấy tiếp theo nào. Để cho mình cái chữ. Một tập này là 20 từ. Mình thì mình không bán giấy này đâu. Mình không có bán đâu, ở trên mạng ấy. Thì các bạn có thể mua những cái shop các bạn thấy nó giá rẻ, các bạn nên mua. Còn mình thì chỉ có mực, bút này. Đấy. Còn giấy thì các bạn sẽ linh động cho mình nhé, vì mình không bán giấy. Bán giấy thì lời lãi ít lắm. Thứ hai là nó rất rất là khó bán. Đấy. Và giấy thì không thể hài lòng hết các bạn được. Có người thì các bạn thích giấy dày, có người thích bạn giấy mỏng. Thì nhìn ở trên mạng thì không biết là giấy nào là thật. Thì nếu như mà một thời gian nữa mà các bạn mà thích thì các bạn có thể comment phía bên dưới này để mình có thể là đăng thêm những cái loại giấy mà mình cảm thấy chất lượng. Như cái loại giấy trơn này này. Giá thành hơi cao một chút nhưng mà nó thực sự là chất lượng. Đấy, các bạn cứ theo dõi mình, các bạn thấy là mình sử dụng đồ cá nhân đều là những đồ chất lượng nhé. Tiếp theo mình viết chữ Đức này. Một chữ Đức màu vàng đầu năm mới. Đấy, đi rất là chậm nhé. Bình tĩnh thôi, thêm miếng mực vào nữa nào, không mà nó hết mực. Ngang. Sổ. Bẻ gập. Một này. Hai này. Đấy. Ngoáy ngoáy nó lên nhé. Mực vàng này cứ phải luôn lúc nào cũng phải ngoáy lên cho mình nhé, thì nó mới hòa trộn được vào với nhau được. Tiếp tục nét ngang tiếp này. Đấy. Tâm này. Đấy, thì đây là chữ Đức được viết theo gọi là màu vàng. Thì như vậy là mình thấy ở cái phần móc này nó cũng hơi bị lởm một tí, tức là nó vẫn nhạt một tí. Các bạn thấy là những cái loại giấy mà nó không thấm mực, thằng này nó cũng có hơi thấm một tí này, nó cũng hơi thấm một tí này các bạn. Thì nó là loại giấy mỏng mà, thì những cái đoạn móc như thế này chúng ta nhớ là phải viết thật chậm thôi, phải viết thật chậm thôi. Nếu như mà giấy bút mực không tốt là coi như là sẽ bị lởm nhạt ở phần này. Cho nên là mình sẽ làm lại một cái clip hướng dẫn các bạn chi tiết làm sao để viết được nó phải. Chỗ này là cũng phải phụ thuộc vào cái đoạn mực pha của các bạn nữa cơ. Tại vì những cái màu mực đen hay những cái màu mực vàng này thì các bạn có đi hỏi những người viết chữ thư pháp, họ sẽ cho các bạn biết được là hầu như là mực hiện nay trên thị trường đều là những cái loại mực nó rất là nhạt và nó lởm lắm. Viết là toàn lại phải tô lại thôi. Thực sự ấy, mình nói thật sự ấy là toàn là phải tô lại thôi, tô lại nét ấy, để chuốt lên một cái lớp bồi mực vàng vào nữa thì nó mới óng được. Đấy, không là không 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 tô lên là mực y như rằng là nó sẽ bị lởm, nó nhạt. Cho nên là khi quá trình chúng ta viết, các bạn nhớ là phải viết thật chậm cho mình thôi nhé. Nếu như mà mực bảo đổ nguyên chất không pha ấy thì nó lại viết nó lại rất là đứt nét, nó xước nét, nó sệt sệt. Mà nếu như pha nước vào thì nó lại hay bị lởm. Đấy, nhược điểm của nó là như vậy. Ưu điểm của nó thì lại màu rất là đẹp và sang. Đấy, hôm nay làm một cái clip chia sẻ cho các bạn như vậy nha. Mình sẽ tách ra một clip màu đen, một clip màu màu vàng. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục viết thêm chữ Thọ. Đấy, gập cắt nét như thế này. Tiếp tục này, bộ khẩu. Đấy. Và chúng ta sẽ thêm một nét chấm vào đây. Đấy, đây là chữ Thọ. Các bạn thấy là với lại cái hình thái chữ Thọ này mà màu mực vàng thế này, màu mực trông rất là đẹp và óng ánh đúng không? Ừ. Đây nó có được cả những cái mực đè lên trên nó nối nét vào như thế này này.
Đấy là cái đoạn dọc này phải thẳng, không mà nó sẽ bị lệch chữ ấy nhá. Rồi mình để sang đây. Để riêng nó ra, tại vì mực vàng này động vào một cái là nó sẽ bị dính và ra tay nó sẽ bị bẩn đấy. Mình sẽ viết thêm một chữ nộc nữa. Ngoáy mực vào đây, đang tiện mực thì mình sẽ ngoáy vào đây. Đây là mình viết thư pháp, mình viết hàng ngày cho nên mình mới pha nhiều mực như thế này. Còn với những bạn mới tập, các bạn không nên pha nhiều như này nhá, không nên pha nhiều. Pha ít một thôi, đừng có pha nhiều nhá. Ra hơn. Đấy, bộ thị này. Đây vắt chéo đây. 1 này. 2 này. Đấy, được chưa? Xong sổ từ trên sổ xuống dưới như thế này. Móc nhẹ lên. Đấy. Xong bắt đầu là chúng ta đánh các nét chấm nhá. Hắt nhẹ lên này. Phẩy này. Lộc đây, lộc rất là đẹp và xinh đây. Màu vàng khè. Như vậy là lộc này là một trong những cái chữ Hán mà lộc lá đây các bạn ơi. Vào đầu đầu xuân năm mới mà có được chữ lộc màu vàng như thế này thật là tuyệt vời. Như vậy là nếu như các bạn mà mua hàng ủng hộ mình một tập giấy, một cây bút hay là một nọ mực thôi, mình cũng rất là cảm ơn và quý các bạn. Sau ngày đầu xuân năm mới này thì mình sẽ tặng cho các bạn những cái chữ Hán mà mình biết đây. Ví dụ chữ lộc này, chữ phúc này. Đây, chữ phúc đây. Đấy. Chữ Đức đây. Rồi chữ Thọ là mình để xuống dưới kia rồi. Là chữ Đức đây. Các bạn nhìn cái màu mực nó khô lại thì thực ra thì nhìn màu mực như thế này thì nó mới có được cái độ đường mực này nhìn rất là đẹp này. Đấy nó cũng có một cái cảm xúc riêng đúng không? Chứ nếu như bây giờ mà mình mà chuốt lại mực, tức là mình đồ lại ấy, đồ lại nhìn ấy, nhìn nó bị nham nhở lắm. Cho nên mình khuyên các bạn là những bạn viết thư pháp chân chính chúng ta không nên tô đồ chữ lại các bạn nhé. Và chúng ta nên pha một, tức là học cái công thức để pha được cái lượng mực nó vừa tầm. Đấy, tránh trường hợp chúng ta không nên tô đồ. Với mình là mình rất kỵ và kiêng cái phần tô sửa đồ lại chữ, vì đấy là một dạng vẽ chữ. Trên thực tế chúng ta vẫn hoàn toàn có thể viết thật chậm. Viết thật chậm lại. Chậm như chữ nọc này này. Các bạn nhìn là chỗ nào nó bị nởm. Làm gì có chỗ nào bị nởm. Đây nhìn về tí nữa nó khô cơ, nó khô mực lại thì các bạn mới thấy là nó không bị lởm một chút nào cả. Và nó nhìn nó rất là đẹp. Cái màu mực này nó mới là cái độ gọi là cái nhìn thấy cái đường vân mực ấy, cái đường vân đi bút bút pháp của người viết ấy, thì chúng ta nhìn mới có được cái cảm nhận và nó có mấy cái hồn cốt, cái hồn bóng được chữ. Và chúng ta nhớ là viết cái hình thoi này là phải thẳng cái đường kẻ dọc này xuống, không rất dễ nó sẽ bị lệch chữ các bạn nhé. Thôi rồi, hôm nay mình viết tới đây thôi. Đấy, lát nữa mà mình tặng hết cho các bạn rồi thì mình lại lên một cái clip nữa để viết thêm nhé. Đấy, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi kênh YouTube này. Và các bạn có thể comment phía bên dưới nhé. Đấy, mình quay cho các bạn xem này, cái đường nét đi mực này. Đấy, nó nhìn nó rất là có hồn bóng ở cái phần đường đi nét mực. Hoàn toàn là chúng ta đấy để nguyên chất. Khi mà các bạn pha được mực thì các bạn để nguyên chất cho mình, đừng có tô đồ sửa lại các bạn nhé. Cái màu mực đấy, cái vân mực đấy nó mới là đẹp, mới là chính xác các bạn nhé. Đấy, rất nhiều hiện nay là có nhiều bạn vẫn đang viết xong các bạn ấy tô lại là như bạn đã chưa đúng với đại cái thư pháp và bút pháp đâu. Cho nên các bạn cần phải chú ý cho mình. Được rồi, thế nếu như mà các bạn có mua hàng ủng hộ mình thì các bạn nhớ comment phía bên dưới nhé, để mình có thể là sắp xếp giấy và mình viết và mình tặng cho các bạn. Thậm chí là mình cũng sẽ viết theo yêu cầu. Ví dụ các bạn thích xin chữ Đức này, chữ Lộc này, chữ Thọ này, hay là chữ Khang như này. Đấy, mạnh khỏe, an khang, hay là chữ Ninh, gọi là nghĩa là cuộc sống bình yên, yên ổn. Đấy thì cũng được nhá. Hay bạn nào mà thích gọi là có xin chữ Duyên để có thể là có được tình cảm, tình yêu trong năm mới này cũng được, mình cũng có thể sẵn sàng mình viết cho các bạn nhé. Ở đây là mình viết xong mình phải để ở dưới đất như này để cho nó khô, chứ nếu như mà để ở trên cái mặt bàn thì nó không đủ, tại vì ở đây là những cái tờ giấy này là giấy nó có khổ của nó rất là rộng. Đấy, sau đó thì mình sẽ chụp lại ảnh cho các bạn xem nhé.